Chào tất cả mọi người, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái cô gái đến từ Nha Trang. Quê hương Nha Trang cũng là quê hương của mình đó. Và hôm nay các bạn sẽ nghe một cái câu chuyện nó rất là thú vị của một cô gái rất là xinh đến từ Nha Trang. Em giới thiệu cho mọi người biết là em là tên là gì và hiện tại em cái công ty em tên là gì và em kinh doanh lĩnh vực gì. Xin chào thầy và các bạn. Giới thiệu với các bạn, mình tên là Phạm Thị Kiều Vy. Hiện mình đang kinh doanh các loại hải sản khô và các loại đặc sản Nha Trang Khánh Hòa, thương hiệu CV. Thương hiệu CV. CV đọc sao rồi? CV đúng không? C có nghĩa là C là biển, V là kết hợp với tên em là CV. CV. các bạn thấy cái chữ CV không ạ? Để chúng ta rất là dễ đọc. Em có cái trang web riêng chưa? Hoặc là cái kênh YouTube hoặc kênh Facebook riêng để cho mọi người biết luôn. Dạ, giới thiệu với các bạn là CV cũng có trang web riêng là cv.vn và một trang chia sẻ là đặc sản Khánh Hòa.org. Nếu mà các bạn coi về các sản phẩm đặc sản Nha Trang có thể lên kênh YouTube là CV đặc sản Khánh Hòa. Search thì có thể ra luôn. Còn các bạn có thể muốn kết nối liên hệ với mình thì có thể kết nối Facebook là Phạm Thị Kiều Vy. Còn mọi người lỡ lên Google Maps đi ra kết hợp người tìm trên Google Maps thì mọi người sợ làm sao? Dạ, các bạn ra Khánh Hòa search địa chỉ của trụ sở CV thì có thể gõ CV đặc sản Khánh Hòa thì có thể ra luôn. Cứ lên trên Google Maps. Dạ. Cứ search CV đặc sản Khánh Hòa đúng không? Dạ. Cái trụ sở ở Nha Trang mà nằm ở đâu em? Dạ, trụ sở CV hiện ở Nha Trang là có địa chỉ là 206 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang ạ. Thì từ biển từ quảng trường trung tâm Nha Trang đi lên khoảng 500m là các bạn thấy nằm gần cái trục đường chính của đường Trần Phú luôn đúng không? Dạ. Vậy thì vừa rồi là một số cái thông tin bạn Vy cho các bạn biết. Vậy thì cái đặc sản Khánh Hòa nó có cái gì đặc biệt mà em lại chọn em kinh doanh đó? Tại sao em không chọn cái lĩnh vực khác? Dạ. Thì đặc sản Khánh Hòa thì nói đến Nha Trang Khánh Hòa thì ngoài bãi biển đẹp thì rất nhiều cái đặc sản món ăn ngon rất nổi tiếng. Nói về đền Nha Trang thì ai cũng thích là chọn mua đặc sản ở Nha Trang. Nên có nhiều như hải sản khô như mực khô, tôm khô, về các loại bánh, các loại bánh như bánh xoài, bánh tráng mì hoặc là xoài dẻo hay rất nhiều thứ mà được nhiều người lựa chọn. Và bản thân thì em cũng rất yêu thích những cái đặc sản của em và em tự hào về những đặc sản đó, cho nên em mong muốn đưa những đặc sản của quê hương mình đến tay tất cả những bạn bè trên khắp mọi miền đất nước nè. Và có thế giới luôn à? Dạ có luôn. Chúng ta ở thế giới. Dạ. Có khách hàng, nhiều khách hàng ở nước ngoài họ liên hệ họ mua của em không? Dạ có ạ. Có nhiều khách Việt Kiều á, có dịp đến Nha Trang á, thì đến cửa hàng em mua và họ thích cái đặc sản em và họ đánh giá là có chất lượng. Cho nên khi về nước, các anh chị cô chú Việt Kiều có giới thiệu những người ở bên Mỹ, cho nên để rất nhiều anh chị bên nước ngoài đã lựa chọn mua đặc sản CV. Có hiện tại là bao nhiêu nước là ngoài Mỹ thì có nước nào đã mua sản phẩm của em ạ? Có nước Đức, Singapore, Đức, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc. Dạ. Ok rồi. Đó, 5-6 nước rồi. Chắc chắn là qua đoạn video này nó sẽ lan tỏa đi xa rồi đó. Dạ. Vậy thì em cho mọi người biết là vì sao em chọn con đường làm kinh doanh? Tại vì trước khi đi làm kinh doanh là em đang đi làm cho một cái nơi mà theo mình được biết là rất nhiều người thích. Thì trước đó là em làm cái gì và cái cơ duyên là em chọn con đường làm kinh doanh? Dạ, trước khi bước vào con đường kinh doanh á, thì mình học ra trường cũng thời đó là ông bà ta thì cứ nói thôi đi làm nhà nước đi cho nó khỏe con. Dạ, xong rồi thế là ra trường cũng đi làm ngân hàng, đi làm khoảng 15 năm á, là thấy cái sao cuộc sống nó ngột ngạt, cứ đi sáng đi làm 8 tiếng, chiều đi làm 8 tiếng mà đầu óc mình nó không có phát triển nữa, nó cứ như một cái máy gì á. Xong mình cứ nhớ lại cái thời nhà mình á, là có truyền thống làm kinh doanh từ nội với ngoại rồi rất phát triển. Mình mới nói tại sao mình không làm chủ giống như ông bè mình mà mình phải đi làm công như thế này. Thế là mình thôi thúc ra mình sẽ làm, phải bước ra làm chủ. Dạ, nhưng mà bây giờ thời này khác hồi xưa ông bè mình là một người bán rất là nhiều người mua, nhưng mà bây giờ mình có rất nhiều người đi làm kinh doanh thì mình cũng không biết
bắt đầu từ đâu. Cho nên mình đang cố gắng nung nấu cái ý tưởng đó để mình phải một ngày nào đó mình phải bước ra làm kinh doanh cho bằng được. Mà tại sao phải chờ đợi tới mười mấy năm mình lại mới bứt phá được? Dạ thì trước đó là em đã có ý tưởng rồi. Nhưng mà em cũng đi hội thảo, hội học đồ nhiều nơi để tham gia, nhưng mà không có ai mà dạy bắt đầu từ đâu, tại vì cái vốn mình cũng không có nhiều. Dạ, nhưng mà người ta cứ dạy bắt đầu là phải buôn bán như thế nào, bán cái ở trên cái gốc không mà ủa cho trên cái ngọn mà không có dạy từ cái gốc đi ra, từ bắt đầu như thế nào để mình lần lần từng bước lập được cái doanh nghiệp của mình nó hoàn hảo. Và vì sao mà ở ngoài Nha Trang mà em tìm được B-Training rồi em lại từ Nha Trang khăn gói vào B-Training học từng bước như vậy? Dạ thì tình cờ thì em được một cái bạn giới thiệu về thầy, và nói là thầy có sách ra và dạy khởi nghiệp. Em phải đi lên, em gõ Google, em search, em tìm ra được hai quyển sách của thầy, là em đặt mua liền. Xong em đọc và thấy thầy viết rất là dễ hiểu mà gần gũi về cái cách làm kinh doanh dạ thực tế. Thế là em đọc xong hai quyển sách là em lập tức liên hệ với lại cái trang web mà của thầy có trên sách đó. Rồi em quyết định đi vô học liền ngay tức khắc. Cái giai đoạn mà cứ lên xe rồi đi vào Sài Gòn học thứ bảy chủ nhật xong rồi tối chủ nhật đi về rồi lên xe rồi đi học đi về kéo dài trong vòng mấy tháng vậy, thì cái động lực nào? Động lực của em duy nhất là chỉ có là khát khao ra làm kinh doanh để mỗi ngày, cho nên em thấy việc đó là niềm vui thôi. Cho nên em lên xe em không bao giờ thấy mệt, mình mỗi lần đi vô được học mình cảm thấy được mình có thêm nhiều động lực để ra kinh doanh, cho nên mình hiểu được cái ý của em. Tức là đôi khi những cái khó khăn á, đúng không, chính là cái động lực. Tức là những người khởi nghiệp á các bạn, nó có một cái như vậy nè. Những người khởi nghiệp á, những người tài giỏi á, những người khát khao, họ xuất hiện khắp mọi miền đất nước. Cũng có thể là Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có thể là Hà Nội, cũng có thể là Đà Nẵng, cũng có thể là một cái vùng quê rất là xa xôi. Vậy thì đôi khi những cái khó khăn á, ông bà ta có cái câu mà hổ đói á thì rất là giỏi tìm mồi, đúng không ạ? Đôi khi chính những cái khó khăn á nó lại là một cái cú khích rất là lớn để chúng ta đi. Đôi khi Thành phố Hồ Chí Minh nó đầy đủ quá, thì chúng ta lại không giỏi. Giỏi cái việc mà sang mồi khát khao ra thì em đã có được cái tố chất đó. Hồi nãy em nói tới cái từ khát khao. Vậy thì cái khát khao đó em có thể diễn giả cho mọi người biết nó như thế nào không? Thì trước khi tìm thấy thầy là em đã khát khao rằng kinh doanh trước đó là 3-4 năm rồi. Em luôn tìm cách, mỗi ngày em lên mạng em tìm cách để mà em bước ra kinh doanh cho bằng được. Mỗi ngày hầu như là có thông tin gì về dạy hoặc là có cái ai mà dạy về kinh doanh là em đều nghe ngóng, em tìm hiểu để như thế nào, nhưng mà đều không tìm được cái mà mình như mong muốn để bắt đầu á. Nên khi mà thấy thầy là em giống như mà gặp một gặp quả nhân rồi vậy đó. Okay. Em phải tìm cho thầy cho bằng được để em học và về bắt tay làm ngay. Ở cái độ tuổi của em á, thứ nhất á là con gái phụ nữ, thứ hai là cũng bắt đầu là tới cái độ tuổi lớn rồi, 30 ba mấy hơn rồi, thứ ba là một người dân tỉnh chứ không phải là ở tại Sài Gòn, và cái thứ tư là có gia đình rồi, nên là có con có cái rồi nữa, rồi lực cản của chồng rồi nữa, tức là hồi nãy kể ra là bốn những cái khó khăn, đúng không, có thể là hơn nữa. Cái điều gì nó làm cho em vượt qua được bốn cái khó khăn đó, những gọi là những cái trở lực đó? Thì như em đã nói là điều duy nhất để vượt qua những cái khó khăn đó là điều duy nhất đó là khát khao và mình có mục tiêu phía trước, cho nên những cái khó khăn đó mình sẽ có thể là vượt qua tất cả để thực hiện cái ước mơ khát khao của mình và mục tiêu của mình ra làm chủ kinh doanh. Cái chữ khát khao nó rất là lợi hại, đúng không? nó khi mà mình cái khát khao mình đủ lớn á, thì cái đó nó không còn là trở lực nữa, nó chỉ là rèn luyện chúng ta thôi. Em có thể cho các bạn biết rằng là cái hành trình ra làm kinh doanh á, những ngày đầu bắt đầu ra làm kinh doanh á, thì chắc chắn là
không ai hoàn thiện hết, mình phải va vấp với những cái khách hàng rồi, những ai đầu mình non mà mình còn non còn yếu mà chưa đủ kinh nghiệm này, thì có cái khách hàng nào á do cái lỗi của em làm xảy ra và họ làm cho em quá buồn, quá nhục nhã khí không, và họ làm cho em mất cái cảm hứng để mình ra làm kinh doanh không? Nói chung làm ra làm kinh doanh thì cũng có những nỗi buồn, nhưng mà khách hàng đã làm mà mình nhục chí, mình mất cái khát khao ra làm kinh doanh thì vẫn chưa, nhưng mà cũng có khách hàng phàn nàn không cái ưng ý về cái sản phẩm mình, cách đóng gói hay như thế nào đó, thì người ta góp ý thì mình lúc đó mình cũng buồn, nhưng mà những cái điều đó là mình thấy là mình nhờ khách hàng góp ý như vậy, vậy mình mới rút được kinh nghiệm cho công việc kinh doanh của mình hoàn thiện tốt hơn. Cho nên mình cảm thấy là rất cảm ơn những khách hàng mà đã góp ý về những cái sơ sót của mình. Hóa ra khách hàng làm cho chúng ta lớn hơn mỗi ngày đúng không? Đúng rồi. Khách hàng làm chúng ta hoàn thiện hơn. Đôi khi chúng ta không có thấy mình bị cái lỗi đó. Nhưng chính khách hàng nói mình mới bộc ra. Đúng rồi. Cái này mình cần phải hoàn thiện không? Có những khách hàng nào mà nó làm em vui, bán khách hàng xong mình vui và mình cảm giác là cái hành trình ra kinh doanh của mình á nó có ý nghĩa không? Dạ. Thì có nhiều cái chuyện vui từ khách hàng, có khách hàng là mua rồi xong rồi có chụp lại hình. Rồi gửi feedback lại cho mình, khen sản phẩm ngon và giới thiệu với rất nhiều người tìm đến mua hàng của mình. Ví dụ như đợt vừa rồi thì có cặp cô chú người nước ngoài đến mua hàng, sau đó là cô chú về nước và giới thiệu cho rất nhiều người ở bên nước ngoài về mua hàng của mình, thì tìm điều đó rất là vui. Đúng rồi, khi mà mình làm tốt cho khách hàng hài lòng thì bắt đầu họ lan tỏa. Họ lan tỏa tiếp, nó làm cho cái cảm hứng kinh doanh của mình quyết tâm hơn. Vậy thì cái hạch sắp tới của em, ngoài cái việc mà CV hiện tại đang bán cho cái dòng khách du lịch Nha Trang rồi bán cho những khách hàng khắp mọi miền đất nước, thì cái hạch sắp tới của em cho CV nó là cái gì? Kế hoạch sắp tới của CV ngoài phục vụ cho những du khách Việt trong nước thường đến Nha Trang mua những đặc sản về làm quà, thì kế hoạch CV là muốn cho nhiều người người Việt ở trên khắp thế giới biết hơn về CV, được tiếp cận về những sản phẩm của CV, đặc sản Khánh Hòa, cho nên mình sẽ làm cho nhiều người lan tỏa, nhiều người biết nhiều hơn về mình. Nếu mà thông qua cái đoạn video này mà một người nào đó họ muốn họ xem bất kỳ ở đâu, cũng có thể là đang ở Đài Loan họ xem, cũng có thể là đang bên Úc họ xem, hoặc cũng có thể là đang bên nước Anh xem, và họ muốn mua hàng của em, họ muốn liên hệ với em, thì bằng cách nào và bằng cách nào ở bên đó nhận được hàng, rồi bằng cách nào mà trả tiền cho em, có thể cho mọi người biết về cái quy trình đó không ạ? Dạ, thì nếu mà các bạn ở nước ngoài mà muốn mua hàng CV thì có thể liên truy cập vào trang web cv.vn hoặc đặc sản Khánh Hòa.org, hoặc liên hệ số hotline của mình theo số 0985559677, thì mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các bạn mua hàng của CV mình ha. Còn những người mà họ muốn làm đại lý cho em thì sao? Họ muốn lấy ra họ bán lại thì sao? Dạ, muốn làm lý bán lại, các bạn mà muốn làm đại lý bán lại thì cũng có thể trực tiếp liên hệ với số Zalo hoặc Viber của mình theo số hotline 0985559677 nha các bạn. Bạn Vi có một cái điểm mạnh là bạn là người gốc tại Nha Trang, lớn lên tại Nha Trang, và lại chọn bán cái mảng này nữa, kinh doanh cái mảng này nữa, nên là nó cái nguồn nó là cái nguồn gốc rồi. Đúng không, chứ không phải là mình lấy cái nguồn khác mà nói đặc sản Khánh Hòa. Vậy thì một cái câu chuyện hoặc là một cái lời chia sẻ cho những bạn, đặc biệt là những bạn nữ, tại vì mình hay nói các bạn, nói về các bạn nữ hơn, thì các bạn nữ thường thường là có những cái gia đình đó khá giả thì không nói, nhưng mà có những gia đình mà không khá giả chút xíu thì các bạn nữ phải bươn chải rất là nhiều, nhưng mà phần lớn thì các bạn nữ lại không có biết cách làm sao để mà mình ra làm bài bản, thì có một cái lời chia sẻ cho những người bạn nữ giống em mà đang không có cái hướng ra, thì em chia sẻ cái gì? Đối với các bạn nữ mà muốn ra làm kinh doanh á, thì đầu tiên để mà động lực các bạn là các bạn phải có khát khao, mục tiêu trước thì các bạn mới làm được. Còn nếu mà các bạn chỉ ngồi mà
than rồi thôi á, mà không bắt tay vào làm á, thì cũng không có kết quả. Thì để mà làm thì mình nên chọn một lớp học bài bản, để ra mình có những nền tảng kiến thức mình mới bắt đầu kinh doanh được, chứ không phải là ai mà ra tự nhiên mà mình làm kinh doanh được hết các bạn ạ. Nên mình đã chọn beginning để mình học, để bắt đầu cái khởi nghiệp kinh doanh của mình. Một cái câu hỏi cuối cùng là bây giờ là đang trong cái mùa dịch đúng không? Và gần như là rất là nhiều người rên rỉ than thở, đặc biệt các cái doanh nghiệp rên rỉ than thở. Và cái dịch thì chúng ta chưa biết là nó dừng lúc nào, cũng có thể là 3 tháng nữa, cũng có thể là 6 tháng nữa. Thì CV của em á đã bị ảnh hưởng tới cái dịch này chưa, và em đã có kế hoạch gì để vượt qua cái dịch này chưa? Do mùa dịch đó thì có rất nhiều cửa hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng mà riêng CV thì không, dịch bệnh cũng không ảnh hưởng gì. Do CV bán trên nhiều kênh từ online và offline, cho nên tất cả các bạn mà không mua được hàng của CV đến trực tiếp Nha Trang Du Lịch để mua, thì các bạn có thể đều mua hàng qua kênh cv.vn hoặc số hotline của mình. Dạ, cho nên cái mùa dịch này mình vẫn kinh doanh tốt và không ảnh hưởng gì tới Rồi kéo dài, nó dịch nó kéo dài 6 tháng nữa thì mình đã có cái gì chưa? Dạ, thì sắp tới là em cũng đang làm cho mọi người biết hơn nhiều về CV, lan tỏa cái trang web của mình, giới thiệu cái sản phẩm của mình để các bạn này có thể cần nhu cầu về cái loại hải sản khô thì có thể liên hệ với mình để mua. Tức là tập trung làm marketing mạnh hơn nữa, rộng hơn nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Thị trường càng khó khăn thì mình càng tập trung làm marketing mạnh hơn nữa. Dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái câu chuyện của bạn Kiều Vy ở Nha Trang. Dạ. Và các bạn muốn liên hệ tìm hiểu hơn cái câu chuyện thì liên hệ cái thông tin mà Kiều Vy cho đó. Bye bye các bạn, chúng ta sẽ gặp các bạn sau.